Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một trong những cái van mà nó cũng hay được sử dụng. Đó là cái van điều áp các bạn nhé. Đấy, cái này van này nó gọi là balancing van, và hay còn gọi là van điều hòa áp suất. Đấy thì nó có đây các bạn này, nó có một cái đường ống nhỏ, nó dẫn từ cái đường ống hồi về một cái đường ống, đây gọi là đường ống cấp, đúng không? Thế thì cái van này, cái chức năng của nó là gì? Là duy trì cái chênh lệch áp suất giữa cái bình cấp và cái bình hồi, giữa cái đường cấp và đường hồi của một cái hệ thống điều hòa không khí mà sử dụng chiller. Nó điều áp suất như thế nào? Có nghĩa là ví dụ mà bạn muốn cái áp suất chênh lệch giữa hai cái bình này là giữ ở mức ổn định, luôn luôn là 1:3 chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ lấy cái áp suất từ thằng hồi này, nó so sánh với cái thằng cấp này để nó đưa ra cái, tức là nó đưa ra cái hành động là đóng mở một phần cái lá van ở trong này để gì? Để giữ nguyên cái áp suất chênh lệch là 1:3 chẳng hạn. Tức là nó không thông minh đến cái mức nhận biết được áp suất hiện tại của hệ thống là bao nhiêu. Nhưng nó tính toán và nó đưa ra được là lúc nào tôi cũng chênh áp là 1:3 chẳng hạn. Ví dụ đầu cấp là 5:3, đầu hồi là 4:3 chẳng hạn. Đấy thì nó có lấy cái đường như vậy. Thế còn cái van này nó điều chỉnh như thế nào? Thì ở trên cái van này mình cũng đã tìm hiểu là nó có hai cái nút sử dụng để mà điều chỉnh cái van này nó hoạt động đúng theo mong muốn. Đấy, đây các bạn, đầu tiên là cái nút ở trên ở giữa đây. Đấy thì chúng ta đã biết rồi, cái này nhìn cái biết ngay nó là slow hay là fast. Có nghĩa là cái quá trình điều chỉnh áp suất để mà giữ được cái chênh lệch áp suất ấy, nó diễn ra nhanh hay chậm. Đấy thì chúng ta vặn thế này đúng không? Thì nó có mũi tên nó chỉ đây rồi. Đấy thì chúng ta cứ chỉnh cái này, vặn về đây, đúng không? Vặn theo chiều kim đồng hồ, đúng không? Thì nó là slow. Đấy, còn vặn ngược chiều kim đồng hồ thì nó là fast. Đấy, thì là đấy là cái van thứ nhất để chúng ta điều chỉnh cái tốc độ mà điều chỉnh, tức là cái thời gian mà để chúng ta đạt được cái đấy. Thế còn cái cụm thứ hai là cái cụm này. Đây các bạn, cái cụm này này, thì nó có cái lốm trên này. Chúng ta mở cái lốm này ra. Đấy thì trong này nó có một con ốc. Đây, nó có hai con, phải một con. Nó có một con bù lông và một con hãm ở dưới này nhá. Thì chúng ta vặn cái bằng cái này. Thì cái áp suất chênh lệch ấy thì mình thấy là càng vặn vào thì cái áp suất chênh lệch càng nhỏ. Đấy, mình cũng đã từng điều chỉnh rồi. Tức là chúng ta sẽ vặn con này vào đến khi chúng ta nhìn ấy, hai cái đồng hồ này nhá. Giữa cái đồng hồ cấp đây các bạn này và đồng hồ này, nó đảm bảo cái độ lệch nhất định. Nhưng mà với điều kiện là các cái bơm phải chạy nhé các bạn. Còn khi mà bơm không chạy thì bạn chỉnh bao nhiêu, dừng lại, tất cả hệ thống mà đang dừng, đang tĩnh, không chạy, thì cái áp suất này đương nhiên hai bình bằng nhau các bạn nhé. Cái này nó chỉ đưa ra được cái điều chỉnh khi mà có cái sự chênh lệch áp suất giữa bình cấp bình hồi, có nghĩa là bơm phải chạy thì nó mới tạo ra cái lệch áp. Và quá trình lệch áp đấy nó sẽ được điều chỉnh bởi cái con này, con van này, để cho nó không lệch nữa. Có nghĩa là nếu các bạn đặt 1:3 thì các bạn cho chạy toàn bộ hệ thống lên và các bạn chỉnh bằng cái núm này. Sau khi chỉnh xong thì chúng ta sẽ siết cái con EQ này lại, tức là chúng ta sẽ siết nó lại để hãm ở cái mức mà chúng ta mong muốn, là ví dụ 1:3, 1:53 chẳng hạn. Đấy, cái van này thì mình cũng tìm hiểu tài liệu cũng tương đối nhiều, nhưng là cái nguyên lý hoạt động của nó thì đọc xong thì đôi khi chả hiểu, nhưng mà qua thực tế thì nó là như vậy. Thế còn khi hai cái van khóa nhỏ nhỏ trên này thì nó sử dụng để mà khóa khi mà chúng ta cần phải sửa chữa rồi xúc rửa, làm sạch hệ thống. Đấy, thì đấy là cái mà lúm mà để chúng ta chỉnh nha các bạn nhé.
chỉnh cái này thì chỉnh cái này là để chỉnh, các bạn nhớ là để chỉnh áp suất mà chúng ta mong muốn, và cái này là chỉnh cái thời gian để điều chỉnh nhanh hay là chậm. Đấy các bạn nhá. Thế còn cái núm này nó là cái y lọc, mà cái này chúng ta chú ý là nếu sử dụng lâu thì chúng ta nên là tháo nó ra, vệ sinh cái lưới ở bên trong đi. Bên trong nó có một cái lưới lọc. Đấy, một cái lưới lọc hình trụ tròn, chúng ta vệ sinh nó đi thì là cái van nó sẽ hoạt động tốt. Nếu mà thấy nó lệch áp suất thì có thể nó cũng do bẩn cái đấy, hoặc là không điều chỉnh được, có thể nó do bẩn cái lưới lọc đấy. Đấy thì nó bắt buộc phải có cái sự kết nối hai đường từ đầu cấp sang đây các bạn nhỉ. Đấy, các bạn nhìn cái đường nho nhỏ con đấy, chính là cái đường sang đấy. Đấy thì cái này nó gọi là balancing van các bạn nhé, hoặc là van điều hòa áp suất trong hệ thống điều hòa không khí. Đấy, review qua cho các bạn về tính năng cũng như là cái cách mà điều chỉnh nó như vậy. Đấy, xin cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ nhấn đăng ký kênh để khi có video mới thì các bạn sẽ là người được thông báo đầu tiên. Đấy, xin cảm ơn các bạn nhé.